trí, tạo dáng và trang trí chậu cảnh. Thì cũng tương tự như ở bài số 1, những bài trang trí thì đều có 3 nội dung. Thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu phần quan sát nhận xét. Thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tạo dáng và trang trí. Và cuối cùng là phần thực hành. Ở phần quan sát nhận xét thì chúng ta cùng quan sát một vài những cái hình ảnh về các chậu cảnh mà cô đã đưa lên để cho các em quan sát. Ở đây chúng ta thấy là về hình dáng, mỗi chậu cảnh thì chúng ta có những cái hình dáng khác nhau, không chỉ cao, không chỉ cao mà có những cái chậu cảnh thấp nhưng mà rộng, chủ yếu là nó rộng ở phần miệng là chính, và nó khác với lại lọ hoa mà chúng ta học ở lớp 7. Thì ở lớp 7 thì lọ hoa thường cái phần miệng nó nhỏ, nhưng đối với chậu cảnh thì cái điểm khác biệt của nó và chậu lọ hoa là cái miệng nó rộng, để nhằm mục đích là chúng ta có thể đổ đất vào để mà trồng cây. Như vậy chúng ta tiếp tục quan sát tiếp phần quan sát nhận xét. Ở đây chúng ta thấy về hình dáng, cách trang trí, kích thước rất là phong phú và đa dạng, chậu cao, chậu thấp, chậu vừa, ngay cả phần miệng chậu chúng ta thấy là được biến tấu rất là khác, cũng là miệng tròn nhưng cũng có những cái dạng lọ miệng vuông. Nhưng quy lại chúng ta thấy là đặc điểm của chậu cảnh là miệng của chậu lúc nào cũng rộng hơn so với phần thân, và chúng ta lưu ý phần đó. Và chậu cảnh thì có dạng có chân, có dạng không có chân. Tiếp theo cùng ghi nhanh cái phần quan sát nhận xét thì chúng ta đúc kết lại: chậu cảnh có nhiều hình dáng, kích thước cũng như là cách trang trí phong phú và đa dạng, cùng với lại nhiều chất liệu khác nhau, gốm, sứ, gỗ, nhựa, v.v. Sang phần 2 la mã, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tạo dáng và trang trí. Về cách tạo dáng thì chúng ta có bước đầu tiên là chúng ta sẽ phát khung hình và kẻ trục đối xứng. Và bước thứ hai là chúng ta sẽ tự lựa chọn tỷ lệ giữa các bộ phận trên chậu cảnh để chúng ta tạo dáng theo ý thích của mình. Ở phần trang trí thì theo các bước như sau: sau khi chúng ta đã tạo dáng xong thì chúng ta sẽ tìm cái họa tiết tạo nên những cái bố cục cho cái lọ, cho cái chậu cảnh. Sau đó chúng ta tìm những họa tiết đưa vào, có thể là trang trí chia theo dạng toàn phần hoặc là trang trí chia theo dạng từng phần, và cuối cùng là chúng ta lựa chọn màu sắc để thể hiện. Ở phần thực hành thì các em sẽ tự lựa chọn hình dáng cũng như là họa tiết để trang trí một cái chậu cảnh theo ý thích của mình trong thời gian là 25 cho đến 30 phút. Trước khi mà chúng ta thực hành, chúng ta sẽ cùng tham khảo một số những cái hình dáng chậu cảnh của các bạn học sinh đã làm, đã vẽ, để chúng ta biết cách sắp xếp bố cục sao cho cân đối và hài hòa, và sử dụng những gam màu sắc sao cho chậu cảnh của mình nhìn bắt mắt. Và đây thêm 3 cái chậu cảnh nữa với những cái gam màu rất là nổi bật. Về phần hướng dẫn về nhà thì các bạn sẽ hoàn thành cái bài tạo dáng và trang trí chậu cảnh. Và chúng ta chuẩn bị cho bài sau là bài tạo dáng và trang trí mặt nạ. Thì dụng cụ chúng ta cũng chuẩn bị giấy hoặc là tập, bút chì, gom màu, giấy màu, kéo hoặc là keo dán.
của chúng ta hôm nay đã hết. Muốn chúc các em được nhiều sức khỏe. Thân ái chào các em.